chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một căn siêu phẩm nhà đẹp tọa lạc ngay tại con hẻm một xẹt của trục đường Thống Nhất thuộc phường 11 quận Gò Vấp nha quý vị. Một căn nhà với diện tích đẹp ngang 5 sâu vào 14m, thiết kế một trệt hai lầu và có sân thượng. Căn nhà mình sẽ được trang trí 4 phòng ngủ, 4 vệ sinh, có phòng giặt đồ, sân thượng phía trên. Một căn nhà đẹp, giá bán rất là rẻ và hướng nhà sẽ là hướng chính Bắc nha, chỉ có hơn 7 tỷ đồng thôi. Hướng chính Bắc nha quý anh chị. Xây mới hoàn toàn năm 2024 sổ riêng. Chúng ta sẽ có một lớp cổng sắt 4 cánh phía bên ngoài, bên trong thì có cửa nhôm sinh pha. Mặt tiền thì được ốp nhựa với giấy đáy ban công, trang trí ban công và trang trí đèn đuốc cực kỳ đẹp luôn. Nhà ngang to, ngang tới 5m, rất là rộng rãi, rất là thoáng mát. Ở đây thì sẽ có một lớp cổng sắt 4 cánh phía bên ngoài. Trên thì được lợp mái thái nha quý vị. Đường trước nhà là con đường rộng tầm 4m rưỡi, hai xe hơi tránh nhau, nếu mà ép thì tránh nhau được. Sát với trục đường Thống Nhất thuộc phường 11 Gò Vấp, cách đường Thống Nhất có căn nhà mặt tiền thôi, cách có tầm 15m thôi nha anh chị. Vị trí rất thuận tiện cho anh chị nào mua để ở, mua cho thuê, mua để dành. Đường tầm 4m rưỡi nhá. Với giá bán cực kỳ rẻ, chỉ có 7 tỷ 600 triệu đồng là chị sở ngay một căn siêu phẩm nhà đẹp vừa mới làm xong. Trang trí rất là sang, ngang 5m, sâu vào 14m, xây dựng trang trí màu mới hiện đại, trẻ trung sang trọng. Sẽ có một lớp cổng sắt 4 cánh phía bên ngoài, khoảng sân 2m, độ thoải mái tầm 5 cái xe máy phía bên ngoài này nha. Bên tường bên tay trái chúng ta sẽ có túi dép, hai bên thì ốp gạch cao đựng trần. Bên trong đây sẽ là khu vực phòng tiếp khách. Ở đây thì có một bộ cửa nhôm sifa 4 cánh xem cửa. Phòng khách này sẽ được ốp sàn gạch Ấn Độ gạch 1m260, tặng lại sofa và kệ tivi ốp nhựa tường rất đẹp, rất sang. Trên chúng ta sẽ có quạt trần Panasonic, đèn LED, đèn chùm thạch cao lợi đời mới. Và căn nhà mình bây giờ giá bán chỉ có 7 tỷ 600 triệu đồng thôi. Chúng ta vẫn còn thương lượng. Một căn nhà ngang 5m, sâu vào 14m. Rất đẹp, rất sang và rộng rãi, thoáng mát nha quý anh chị. Hướng nhà sẽ là hướng chính Bắc, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là Đông Tứ Trạch. Vị trí hẻm một xẹt sát với trục đường Thống Nhất thuộc phường 11 Gò Vấp nha. Vị trí quá đẹp, quá tuyệt vời cho những anh chị cô bác nào đang có nhu cầu mua nhà ở khu vực phường 11 này. Và chúng ta cùng em di chuyển vào khu vực bên trong. Căn nhà thì rất là đẹp luôn. Bên tường thì ốp những cái miếng nhựa gỗ an cường và trang trí nội thất đời mới cực kỳ sang trọng đẳng cấp nha. Nội thất thì ốp gạch 1m260 gạch Ấn Độ hết. Cầu thang sẽ được trang trí ốp đá trắng chạy đèn LED thay vị gỗ đỏ. Dưới gầm cầu thang chúng ta có nhà vệ sinh. Phòng bếp đây thì tặng bàn ăn 4 ghế, tủ lạnh, capper 2 cánh, máy lọc nước, bếp điện tử, máy hút mùi. Đấy. Căn nhà trang trí quá đẹp, quá sang luôn. Và giá bán thì chỉ có 7 tỷ 600 triệu vẫn còn bớt nha mọi người. Anh chị cô bác nào muốn sở hữu căn nhà ngang 5 rộng rãi này, chúng ta chỉ gọi trực tiếp về tới nhà đất Bá Hưng. Nhớ đăng ký kênh, bấm chuông để theo dõi những video mới của bên em nha. Căn nhà quá chi là đẹp mắt, quá chi là sang trọng rồi. Nằm ngay con hẻm một xẹt 4m rưỡi, sát với trục đường Thống Nhất thuộc phường 11 Gò Vấp nha anh chị. Nhà xây mới rất đẹp, rất sang luôn. Và chúng ta cùng em di chuyển lên khu vực lầu 1. Trệt 2 lầu và có sân thượng. Cầu thang đúc rộng 90, ốp đá trắng nha. Đây, chúng ta tiến lên khu vực lầu 1. Sẽ là phòng ngủ 1-2. Có giường, tủ quần áo, kệ tivi, máy lạnh, capper, tường ốp nhựa, trang trí rất đẹp, đầy đủ hết rồi. Full nội thất khoảng 4-500 triệu đồng rồi nha anh chị. Đấy, phòng ngủ quá là rộng luôn, do nhà mình ngang 5m, phòng rất rộng, rất lớn. Ban công đúc 1m2, cửa nhôm sinh pha và trồng cây xanh ở phía bên ngoài. Căn nhà quá đẹp nha anh chị. Anh chị cô chú nào muốn sở hữu em nhà đẹp này, chúng ta chỉ gọi trực tiếp về tới nhà đất Bá Hưng. Nhớ đăng ký kênh, bấm chuông để theo dõi những video mới của bên em nhé. Toilet riêng từng phòng, gạch ốp cao đụng trần và inox và bồn cầu khối. Nhà trang trí quá là ok luôn. Phòng ngủ số 2 của chúng ta thì cũng có đầy đủ giường, tủ, máy lạnh, đầy đủ hết luôn. Khi anh chị mua thì chúng ta chỉ việc xách pha lê quần áo về ở thôi. Đấy, giường nệm, tủ quần áo, máy lạnh mới, có hết nha quý vị. Trang trí rất đẹp, rất sang. Giá bán bây giờ chỉ có 7 tỷ 600 triệu thôi. Toilet riêng từng phòng nha, bồn cầu khối
gương LED, bồn lavabo rửa mặt, kẻ cấp cao độ trần, vòi inox đầy đủ hết luôn. Di chuyển lên trên đây, chúng ta sẽ đến với không gian lầu 2, phòng ngủ số 3 và số 4 nhé. Lầu 2 của anh chị thì cũng đã được bố trí nội thất có hết rồi, giống hệt bên dưới. Phòng trước cũng rất rộng, rất to luôn. Khi anh chị mua thì chúng ta chỉ việc xách vali quần áo về ở thôi. Nhà đẹp, ngang to, rộng dài, ban công đúng 1m2, cửa nhôm xi pha. Hẻm một xẹt sát với trục đường chính thống nhất, phường 11 Gò Vấp, vị trí gần với khu vực Cityland, gần với khu Cityland và siêu thị Lotte, Nguyễn Văn Lượng. Nhà quá đẹp, quá sang trọng, đẳng cấp, xịn sò nhà quý anh chị. Phòng ngủ cực kỳ rộng, to tướng, khổng lồ luôn, đầy đủ hết nội thất rồi. Cửa gỗ cam xe này đây. Đây thì trên này thì sử dụng toilet chung đấy, bốn vệ sinh, bốn phòng ngủ, bốn vệ sinh. Phòng này thì trừ ra cái khoảng phòng giặt sân phơi ở phía sau, do vậy không làm vệ sinh nhá. Phòng ngủ rất là rộng rãi luôn, nội thất có hết rồi, full nội thất 400-500 triệu đồng. Anh chị cô bác xem video nhớ đăng ký kênh, bấm chuông nha. Có nhận xét gì về căn nhà này chúng ta thoải mái bình luận xuống dưới video. Đây sẽ là khu vực giặt sân phơi và trên thì có sân thượng cho chị trồng cây, có cầu thang sắt di chuyển lên trên nha. Video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.